Rồi em. Có bó hoa tặng em. Bó hoa này là không phải bó hoa tươi mà là hoa vĩnh cửu. Em có thể là lưu giữ làm kỷ niệm được mãi mãi. Em chúc bó hoa tặng anh ạ. Đây là cây phong thủy. Em hy vọng nó sẽ mang lại may mắn cho anh. Em nghĩ gì khi anh nghề nghiệp là tài xế? Nghề nào cũng là nghề mà anh cốt là công việc làm đồng hành chính đáng là không sao. Anh gặp em thì thấy thế nào ạ? Có đúng với tiêu chuẩn của anh không? 80-90%. Em thấy anh đen. Tài xế mà ra như này là đẹp rồi ạ. Anh làm thì có thời gian được nghỉ nhiều không anh? Thì hầu như là anh làm thế cũng giờ hành chính thôi. Còn một tháng có thể là một hai buổi là anh phải đi giao hàng buổi đêm. Tại vì đường thành phố nó cấm. Thứ bảy chủ nhật có được nghỉ không anh? Không, anh nghỉ chủ nhật thôi. Thứ bảy thì vẫn làm được. Em thì cũng nghỉ chủ nhật thôi ạ. Nếu... Rồi bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình. Em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và tất cả quý vị khán giả hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Cao Cường, quê ở Nam Định. Hiện tại thì em đang sống ở Dĩ An, Bình Dương. Công việc của em là tài xế. Em năm nay 31 tuổi. Cường 31 tuổi làm tài xế ở Dĩ An, Bình Dương. Mời nhà gái. Chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh ạ. Em tên là Lê Thanh Tâm ạ. Năm nay em 33 tuổi, em đến từ quê hương Bảy Đoan Hùng, Phú Thọ ạ. Rồi mình làm việc ở đâu? Em đang làm việc ở Thuận An, Bình Dương ạ. Em làm nhân viên văn phòng. Em làm ở Thuận An, em ở chỗ nào Thuận An em? Em ở khu V-Ship 1 đó anh. Vậy cũng gần anh ở ngay gần chỗ ngã tư 50 á. Dạ em biết ạ. Bên dưới vòng xoắn Phú. Trời ơi, ở sát bên nhau. Mình giới thiệu chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi em trai. Ưu điểm của em là chịu khó này, thật thà và nhiệt tình với bạn bè. Không nhiệt tình với bạn bè quá đôi khi bạn bè hay lợi dụng. Sở trường em là thích nấu ăn cũng ngon. Tốt. Khuyết điểm? Khuyết điểm thì em không hút thuốc, hơi nhút nhát chút. Rồi bên mình nói nè, ưu điểm của mình là gì, khuyết điểm mình là gì nè? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng và nhiệt tình. Em cũng có tính tự lập ạ. Tuy là con gái nhưng mà lại thích chơi những cái môn của con trai á, như đá bóng, bóng chuyền hoặc cầu lông. Vậy đó hả? Thể thao tốt mà. Vâng. Em có nhược điểm gì không? Nhược điểm của em là không được, không nói được dịu dàng cho lắm. Dạ, tính cũng hơi lanh chanh á. Anh thấy em cá tính mà. Thấy người khác mà ví dụ như bị mẹ nói nặng hay bắt nạt gì đó, em hay đứng ra cãi hộ ấy. Cái đấy còn phải bù trừ nữa đấy. Người ta hay gọi là lanh chanh. Dạ. Cá tính quá hả? Và nấu ăn thì cũng không được ngon lắm ạ. Chỉ nấu được bữa cơm gia đình nhỏ nhỏ thôi ạ. Nấu ăn thì đã có anh chị rồi. Từ sẽ học được. Cường có mấy mối tình rồi? Em thì có 2 mối tình, chia tay gần đây nhất khoảng hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm, tại sao chia tay Cường? Tại vì thời đấy là em đang chạy xe, với lại công việc của em hay phải đi đường dài nhiều, ít có thời gian. Thứ hai là thời gian quen nhau thì cũng không được lâu. Bây giờ có thời gian để... Thì bây giờ hiện tại thì em đang làm đây thì thời gian rảnh nhiều. Em làm giờ chính không ạ? Em lấy xe gì? Em lái xe tải cẩu. Còn mình mấy mối tình rồi Cưng? Em thì cũng có một vài mối tình nhưng mà chỉ lai dai rồi, được mấy tháng thôi, không được lâu ạ. Lai rai thôi, mối tình vài mối tình lai rai thôi nhá. Mối tình mà làm như nhậu, lai rai. Nhưng mà lý do tại sao lại, thời gian thì không thấy hợp tính á. Vậy thì bây giờ chị hỏi nè, em mong muốn cái người bạn trai của mình như thế nào thì mới hợp với tính của mình? Trước hết là phải cao trên 1m65 ạ. Cao tại em thấp nên em muốn cao để sau này lai tạo giống. Trời ơi. Lai tạo giống. Yeah. Lai tạo giống nữa. Đâu, cái đó là mong muốn đúng mà, mong muốn đúng mà. Không đen quá như anh Quyền Linh là được ạ. Ôi Quyền Linh là đen lắm đấy em ạ. Không thế là được rồi ạ. Anh thế là được rồi. Đen lắm. Anh không hút thuốc được ạ. Không, em hút thuốc không? Anh thì hút thuốc thì anh bỏ mấy năm nay rồi. Em cao mét nhiêu vậy? Cao mét 7. Úi giời, cao mét 7 cơ, cao lắm. Đừng có mập quá. Ôi yên tâm, trời ơi, có hết luôn á. Có hỏi không? Thế em... Cái đề tài này nó tế nhị quá, nhưng mà yên tâm là bạn này không hỏi nha. Dạ, tại em hỏi thì cũng không sao ạ. Được, câu này được. Ôi, cảm ơn em nha. Ê, hãy coi em gái coi. Cảm ơn em, hỏi cũng được đúng không? Vâng. Hỏi dễ thương mà. Tốt là con người tốt là được ạ. Đúng rồi, hỏi thì hỏi miễn con người tốt là được. Dạ. Quan điểm này anh khoái nè. Dạ. Nãy anh nghe em nói dù hói anh bực mình anh muốn qua rồi đó. Không ạ. Anh Linh cứ nghĩ là anh hói mà rõ ràng ở tuổi này mà cái tóc như vậy là nhiều, không có bị hói một tí nào cả. Như anh Linh như này là quá đẹp rồi. Quá đẹp. Dạ. Đấy, dạ. Da thì da bánh mật, quá đẹp. Dạ. Là ao ước của nhiều người. Vì anh xô đẹp. Đi hôm nay có 10 ngày,
ngoài nắng nó đen vậy thôi, chứ thường nó cũng không có đen nó mất vậy ha. Con trai đen về đen giòn đẹp ạ. Đen giòn đẹp ha. Dạ. Được tốt. Cái gái này dễ thương quá nha. Quá dễ thương, quá duyên dáng như vậy là. Lai vài mối tình là được ha. Bạn này bên đây là tới 90% theo cái yêu cầu của bạn này. Đẹp trai nha. Đẹp trai đấy. Vấn đề là bây giờ bên đây nè, ừ, bên đây người sao? Ta yêu cầu như thế nào nè? Bây giờ em yêu cầu nhà gái bên chị sao nè? Để chị trả lời luôn cho em biết nè. Em thì yêu cầu chị còn bạn nữ chịu khó lo làm là được rồi. Lo làm việc xã hội hay là lo làm việc nhà? Việc xã hội cũng như việc nhà, làm kinh tế mình không cần tiền nhiều tiền ít, đã mình em có thể lo được. Hay quá. Miễn sao bạn ấy phải có việc làm. Có việc làm. Hay. Lễ phép là được rồi. Vậy thôi, yêu cầu của em chỉ đơn giản. Vậy thì dễ. Dạ, thế thôi, hỏi ý kiến gia đình. Đúng rồi. Ừ, để xem người thân có ý kiến sao. Đúng rồi đó, em đi với ai vậy? Em đi mấy chú. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị. Dạ. Rồi, chào anh. Chào bên nhà gái. Tôi là Đinh Văn Phương, là chú ở Dũng Cường. Bố mẹ cháu thì ở ngoài quê, còn ở trong này thì cũng gần các chú, thì chú họ thì cũng giống như chú ruột tôi. Có công việc gì thì cũng xung tụng để chia sẻ. Xa cha thì có chú ở gần mà. Cháu Cường nhà chú thì cũng ngoan, hiền và chịu khó, ít chơi bời, mà cũng có thể ít chơi bời quá, thành ra là bây giờ mới chưa có gia đình. Bạn gái thì cũng đặt cái yêu cầu mà đang cháu đang mong muốn. Được. Được, chú thấy được. Chú thấy được là được rồi. Cảm ơn chú. Mong là cháu bấm nút. Này, rồi. Chú nhắn nhủ rồi đó, còn em đi với ai vậy? Em đi với anh trai và một số bạn bè ạ. Xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Tôi là Lê Xuân Vương, là anh trai của bạn Tâm. Qua tiếp xúc và cách nói chuyện của bạn Nam ở bên này thì tôi thấy đánh giá là bạn là cũng là một người là tương đối chín chắn rồi, cũng chững chạc, lịch sự. Thì bạn cho mình hỏi là bạn đã làm tài xế được lâu chưa? Em làm được 8 năm kinh nghiệm trong nghề rồi. Bạn hiện tại đang ở cùng với một mình hay ở cùng với bạn hay cả ở giờ, hiện tại thì em đang ở một mình, em ở trọ. Đã tự lập, đã ở trọ một mình. Đúng thì rồi. Chắc cũng lo tốt được cho gia đình. Hy vọng là các bạn sẽ tạo cho nhau một cơ hội tốt hơn nữa để cái nợ nó đến với nhau. Có thể là tôi sẽ được làm anh của bạn. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh. Thôi, thế chúng ta mở rào nha anh rồi, chú mở ơi. Mở rào. Rồi. Mở rào nào. Có bó hoa tặng em. Bó hoa này là không phải bó hoa tươi mà là hoa vĩnh cửu. Em có thể là lưu giữ làm kỷ niệm được mãi mãi. Em chúc bó hoa tặng anh ạ. Đây là cây phong thủy. Em hy vọng nó sẽ mang lại may mắn cho anh. Em nghĩ gì khi anh nghề nghiệp là tài xế? Ngày nào cũng là nghề mà anh cốt là công việc làm đồng hành chính đáng là không sao. Anh gặp em thì thấy thế nào ạ? Còn đúng với tiêu chuẩn của anh không? 80-90%. Em thấy anh đen. Tài xế mà ra như này là đẹp rồi ạ. Anh làm thì có thời gian được nghỉ nhiều không anh? Thì hầu như là anh làm thế cũng giờ hành chính thôi. Còn một tháng có thể là một hai buổi là anh phải đi giao hàng buổi đêm. Tại vì đường thành phố nó cấm. Thứ bảy chủ nhật có được nghỉ không anh? Không, anh nghỉ chủ nhật thôi. Thứ bảy thì vẫn làm được. Em thì cũng nghỉ chủ nhật thôi ạ. Nếu mà sau này ví dụ như tiến xa thì về kinh tế thì ai quản anh? Cái đấy thì đương nhiên cái giờ thì anh cũng đang mong muốn có người để giữ hộ ngân khố. Chứ một thân mình thì cũng hay tiêu pha lung tung, rồi bạn bè này cũng nhiệt tình quá thì mượn cho mượn hết, chơi bạn thì hết lòng, bạn chơi mình hết hồn. Anh có phải là người hay ghen không? Ghen thì có một chút ghen. Tại tính em hoạt động nên em hay thích chơi với nhiều bạn trai. Nói chuyện cái giọng tình cảm lên giùm thì tôi cái được không? Giống như là điều tra xét hỏi về cô gái. Anh có thể tặng em bài hát không? Dạ. Rồi đứng lên nắm tay bạn gái. Hát đi nào. Anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng, để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời. Em muốn xin hát vài câu trong bài Biển Tình ạ. Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi.
mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Thế rồi ạ. Là đắm say tình mới thôi là đủ rồi đó. Dạ. Cái này là thay lời muốn nói đó nha em. Dạ, em nghĩ gì về anh? Em thấy anh cũng là người chân thật. Tình cảm của mình ấy thì em khi nào thì em có thể tiến tới hôn nhân? Em thì tùy vào tình cảm vậy thôi, nhưng mà sau chơi thì mình đến xa thì mình thấy lúc nào thì mình có thể lúc đấy ạ. Anh thì có thể là 6 tháng hoặc là sang năm sau hoặc là 1 năm. Quan điểm thì con cái, con trai, con gái. Em thích, thích con trai, gái. Em thì con nào cũng được, trời cho con nào thì mình hưởng con đó. Có con là tốt rồi. Đúng rồi. Anh thì thích mấy đứa? Anh thì 1 hay 2 rồi. Em thích 3. Nhà đông con về vui mà anh. Thì cũng được thôi. Thì anh thì cháu rất nhiều lắm, đông lắm, cũng vui. Ừ. Nhà thì đông cháu lắm. Ừ. Em muốn sau này ở đâu? Em thì ở đâu cũng được, cốt ở đâu phát triển được là được ạ. Em làm dâu có... Làm dâu em có... Dạ em không sao, em thích làm dâu ạ. Vì tốt rồi, thích làm dâu. Em hỏi vậy thôi, chứ còn nếu mà anh cũng thích ở trong này, phát triển cuộc sống trong này, sau này tương lai thì sẽ chắc chắn là sẽ ở trong này. Em thì lấy chồng đi đâu theo đấy ạ. Dạ. Rồi, chúng ta tiến hành bấm nút thôi. Hai bạn này nói chuyện với nhau cứ như họp chi bộ ấy. Rồi ạ. Đây, xích vào đây. Đúng rồi, từ từ tìm hiểu sau. Nào. Đấy, anh bảo rồi. Anh có lệnh truyền rồi. Cứ bấm đã rồi tìm hiểu sau. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định xem bấm hay không. Chưa đếm, bấm rồi. 1, 2, 3. Đấy, bấm luôn rồi. Nào, nắm tay nhau đi. Đó. Em xin phép anh quen em gái của em, của anh. Em hứa sẽ chăm lo cho em, nếu mà tình cảm của mỗi ngày đi lên. Anh hy vọng là các em sẽ cố gắng tiến xa tình cảm hơn nữa. Đấy, còn đây, đây nói chuyện với chú. Chào chú ạ. Dạ, nếu mà sau này chú con có tiến xa hơn thì con hứa sẽ hiếu thảo với gia đình anh đấy ạ. Chăm sóc gia đình tốt ạ. Rồi, tốt. Rồi. Bây giờ chúng ta làm cái thủ tục không thể nào mà không làm được, đó là hôn vào gò má của bạn ấy nào. Nào hai đồng chí. Xin phép anh toàn thể. Sau khi họp chúng tôi. Rồi. Hôn chứ mà khổ gì. Hôn tao ôm tay đàng hoàng coi sao mày hôn mà khổ thế. Nó vẫn khổ mà lại khổ thế. Vẫn khổ. Đâu nào, ôm sát bên nào để tay cho đẹp. Mấy nữa về tập luyện sau ạ. Không, hôn luyện hôn cho nó thoải mái nào. Làm lại coi đừng có khổ nào. Nào đây này, thẳng thớm lên nào. Tư lực tư thế cứ như cầm vô lăng ấy. Này, rồi. Đấy. Đây. Gì đâu mà hôn mà khổ quá trời luôn. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi ôm đây. Rồi đưa nhau đi học đi bộ nha. Cảm ơn chương trình. Đi con này. Đi bên đây cưng, có cái bậc tam cấp bên đây. Rồi bạn gái đi trước nè. Đáng yêu quá trời. Và đi luôn này, đi luôn này, đây.